phía sau một cánh cửa. Thế như các em đi vào. Đâu rồi? Đây. Follow và thả tim. Mấy đứa nhìn vào máy quay này. Tim. Sao đâu rồi? Mấy đứa nhìn đấy thôi. Đâu đã đến giờ ăn đâu. Đây là gọi là gõ để mang tính chất gọi là làm màu thôi. Không ăn á. Đã đến giờ ăn đâu, giờ giả bà thôi. Khổ. Tí nữa rồi ăn nhé. Tí nữa rồi ăn. Ok, bây giờ mới đi chuẩn bị đồ ăn đây này. Nhá. Nào, xin chào. Đây, một đứa nằm đây, mấy đứa ngồi đây này. Rồi, đó. Rồi đấy là được, anh ngồi bên cạnh. Ok, tất cả chúng ta tập trung vào đây nào. Điểm danh. Tất cả chúng ta tập trung vào đây điểm danh đi. Thôi nó Lucy ngồi đấy được rồi. Để cho các em nó ngồi bên cạnh nhé. Chào Poppy nhé. Chào Mino. Thôi Lucy buồn cười nhỉ. Lucy nằm ở đấy được gì nữa. Cứ tranh chỗ của các em. Để con để xoa các em nó cứ chứ nhỉ. Happy nhỉ. Happy xinh đẹp quá. Con của Happy, mấy đứa con của Happy xinh quá. Chào Sita nhé. Rồi. Chào cái mặt nạ nhé. Thôi My à, My đừng có bắt nạt con. Con bổ My ra bên ngoài á. My vào đây là My chơi kéo với chúng nó đấy nhé mình nhé. Chào. Chào Sita nhé. My à, buồn cười. Vào đây chơi với chúng nó thì phải hòa thuận, chứ không thể nào mà đòi một mình vào đấy được. Chào Poppy. Rồi chào Parrot nhé. Chào Parrot. Chào Poppy. Chào Parrot. Rồi nhẹ nhàng, phải rất hết sức nhẹ nhàng. Chào Kita. Con voi, con voi. Nào, mấy đứa chơi đi. Con đã chơi à? Con đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Một mình đi ra. Đi ra. Rồi, trả lại chỗ cho mấy chúng ta chơi với nhau. Thế con My nó là người ngoài, nó không phải là quân số ở trong phòng này. Không phải là cái quân số chính ở trong phòng này. Phòng này là chỉ có chơi ở trong phòng này, là chỉ có ở trong phòng chơi với nhau. Không thế nào thích chơi con gấu nhỉ? Con quay nhỉ? Đấy. Còn nữa này thì mới cho chơi cái đồ chơi bông mới được. Oh.
xếp chỗ nằm thế nào nhỉ? Không biết sắp xếp chỗ nằm thế nào nhỉ? Lucy mà nằm thế này thì có mà nằm một phát thì có mà hết chỗ luôn. Đấy. Tại lúc với Lucy chơi với nhau này. À. Với Milo chơi với nhau. À. Ta rút từ từ để quay các em tí. Đấy, các em không nhìn được là rút. Chào Alpha nhé. Đây là thằng bố. Chào Alpha nhé. Thằng con mắt nào thằng bố à? Rồi Lucy nhấn xoa cho nó tí nữa. Thôi Happy đang bầu, Happy phải đứng tránh ra một tí đi, tí Happy mà nhiều lắm vào đây để cho nó đè. Happy đang bầu, Happy vào đây làm gì? Chào Happy xinh đẹp nha. À, thằng kia nó đang đốm mỏ. Nhìn được không? Đây. Nào, đồ chơi đây. Nào. Ok, Lucy ra kia, xích ra Lucy, xích ra kia cùng với chúng nó nào. Păng păng. Ok, lại chơi tiếp lượt thứ hai nào. Nào, chơi tiếp đợt thứ hai nào, Lucy ơi. Lucy. Đây. Nào. Chị ở bên ngoài cho nên chúng nó đang hóng chị đấy. Đó. Dàn luôn. Dàn luôn. Lên ghế ngồi đi. Lên ghế ngồi đi. Lên ghế ngồi. Ok, xin chào các em. Ok, Lucy sang bên này, Lucy ngồi đây, Lucy ngồi lên thẳng lên trên đấy đi. Hả? Làm thế hả? Ôi sợ.
Cái này thì có đứa nào trèo lên trên này nữa thì trèo lên. Trèo hết lên nha. Không có nghiến lên mặt anh. Rồi Lucy ngồi đấy, Lucy đang ngồi trong lòng đấy còn gì nữa. Được rồi, cái này là bế rồi gì. Rồi, chả rút hầm. Chả rút như con hầm ấy. Thôi rồi, chờ cho mấy đứa thế thôi. Nào, để tán nào. Happy sang bên cạnh đi. Đấy, chỉnh lại cái chỗ ghế ngồi đi. Cất cái này đi nào. Nào, Happy sang đây. Rồi, làm đấy. Rồi, Lucy, xích cái này. Ok. Thôi, cất cái này đi nhá. Chơi nữa. Ok. Thả tim. Thả tim. Thả tim, thả tim. Thả tim.